Mến chào các em, hôm nay cô sẽ sửa bài kiểm tra lần 1 môn công nghệ khối 6. Nội dung bài gồm có 3 phần. Phần 1, sửa bài kiểm tra. Phần 2, đánh giá bài kiểm tra. Phần 3, dặn dò. Phần 1, sửa bài kiểm tra. Câu 1, thức ăn được phân làm bao nhiêu nhóm? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Kiến thức câu 1 nằm ở sách giáo khoa trang số 71. Các em quan sát hình 3.9 phân nhóm thức ăn, thì căn cứ vào giá trị dinh dưỡng, người ta phân chia thức ăn làm thành 4 nhóm. Đó là nhóm giàu chất béo, nhóm giàu vitamin chất khoáng, nhóm giàu chất đường bột và nhóm giàu chất đạm. Vậy ở câu này, các em sẽ chọn đáp án là câu C, 4 nhóm. Câu 2. Việc phân nhóm thức ăn không bao gồm nhóm nào? Lưu ý từ 0. A. Nhóm giàu chất béo. B. Nhóm giàu chất xơ. C. Nhóm giàu chất đường bột. D. Nhóm giàu chất đạm. Các em cũng nhìn hình 3.9 tương tự như câu số 1. Thì thức ăn được chia làm thành 4 nhóm là nhóm giàu chất béo là ở đáp án A, nhóm giàu chất đường bột là đáp án C, nhóm giàu chất đạm là đáp án D. Như vậy bài này các em sẽ chọn đáp án là câu B, không bao gồm nhóm giàu chất xơ. Câu 3. Chất dinh dưỡng nào là nguồn chủ yếu cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể? A. Chất đường bột. B. Chất đạm. C. Chất béo. D. Vitamin. Khi em quan sát sách giáo khoa trang số 68, phần chất đường bột, thì chức năng dinh dưỡng của chất đường bột là nguồn chủ yếu cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể để làm việc, vui chơi, vân vân. Như vậy bài này đáp án là câu A, chất đường bột. Câu 4. Bệnh suy dinh dưỡng làm cho cơ thể phát triển chậm, cơ bắp yếu ớt, bụng phình to, tóc mọc lưa thưa là do trẻ bị A. Thừa chất đạm. B. Thiếu chất đường bột. C. Thiếu chất đạm trầm trọng. D. Thiếu chất béo. Các em quan sát sách giáo khoa trang số 72, phần chất đạm. Thì khi thiếu chất đạm trầm trọng, trẻ em sẽ bị bệnh suy dinh dưỡng. Bệnh suy dinh dưỡng làm cho cơ thể phát triển chậm lại hoặc ngừng phát triển, cơ bắp trở nên yếu ớt, chân tay khẳng khiu, bụng phình to và tóc mọc lưa thưa. Vậy bài này đáp án là câu C, thiếu chất đạm trầm trọng. Câu 5. Chất giúp cho sự phát triển xương, hoạt động của cơ bắp, tổ chức hệ thần kinh, cấu tạo hồng cầu và sự chuyển hóa cơ thể là A. Chất đường bột. B. Chất đạm. C. Chất béo. D. Chất khoáng. Các em quan sát sách giáo khoa trang 70. Thì chức năng dinh dưỡng của chất khoáng là giúp cho phát triển của xương, hoạt động của cơ bắp, tổ chức hệ thần kinh, cấu tạo hồng cầu và sự chuyển hóa của cơ thể. Vậy bài này đáp án là câu D, chất khoáng. Câu 6. Vi khuẩn sinh sôi và nảy nở mạnh nhất ở nhiệt độ nào? A. Âm 20 độ C đến âm 10 độ C. B. 50 độ C đến 60 độ C. C. 0 độ C tới 37 độ C. D. 100 độ C đến 115 độ C. Các em quan sát sách giáo khoa trang 77, hình 3.14, phần vùng màu hồng. Đây là nhiệt độ nguy hiểm, vi khuẩn có thể sinh nở mau chóng, là từ mốc nhiệt độ từ 0 đến 37 độ C. Vậy đáp án là câu C. Câu số 7. Sự xâm nhập của chất độc vào thực phẩm được gọi là A. Nhiễm độc thực phẩm. B. Nhiễm trùng thực phẩm. C. Ngộ độc thức ăn. D. Nhiễm trùng thực phẩm và ngộ độc thức ăn. Các em quan sát sách giáo khoa trang số 77. Thì sự xâm nhập của chất độc vào thực phẩm được gọi là sự nhiễm độc thực phẩm.
Vậy bài này các em chọn đáp án là câu A. Câu số 8. Nhiễm trùng thực phẩm là gì? A. Sự xâm nhập của vi khuẩn có hại vào thực phẩm. B. Sự xâm nhập của chất độc vào thực phẩm. C. Do thức ăn có sẵn chất độc. D. Do thức ăn bị biến chất. Các em cũng quan sát trang số 77. Thì sự xâm nhập của vi khuẩn có hại vào thực phẩm được gọi là sự nhiễm trùng thực phẩm. Vậy bài này, các em chọn đáp án là câu A. Câu 9. Biện pháp không được sử dụng để phòng tránh nhiễm độc thực phẩm. Các em quan sát sách giáo khoa trang số 79, phần phòng tránh nhiễm độc. Không dùng các thực phẩm có chất độc, không dùng các thức ăn bị biến chất hoặc bị nhiễm các chất độc hóa học, không dùng những đồ hộp đã quá hạn sử dụng, những hộp bị phồng. Như vậy bài này, biện pháp không được sử dụng để phòng tránh nhiễm độc thực phẩm là câu D, ăn thức ăn bị biến chất. Câu 10. Có mấy nguyên nhân gây ngộ độc thức ăn? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Kiến thức bài này nằm ở sách giáo khoa trang số 79, Nguyên nhân ngộ độc thức ăn. Thì các nhà khoa học thường chia ngộ độc thức ăn theo 4 nguyên nhân chính. Thứ nhất là ngộ độc do thức ăn nhiễm vi sinh vật và độc tố của vi sinh vật. Thứ hai, ngộ độc do thức ăn bị biến chất. Nguyên nhân thứ ba, ngộ độc do bản thân thức ăn có sẵn chất độc. Nguyên nhân thứ tư, ngộ độc do thức ăn bị ô nhiễm các chất độc hóa học, hóa chất, bảo vệ thực vật, hóa chất phụ gia thực phẩm. Vậy bài này các em chọn đáp án là câu B. Câu 11. Vitamin nào sau đây giúp phòng bệnh quán gà? A. Vitamin A. B. Vitamin B. C. Vitamin C. D. Vitamin K. Các em mở sách giáo khoa trang số 69. Đây là các loại thực phẩm cung cấp cho con người các loại vitamin như vitamin A, D, C, B1, B6 và B12. Vậy để phòng bệnh quán gà, đó chính là vitamin A. Các em chọn đáp án là câu A. Câu 12. Nếu thừa chất béo, cơ thể sẽ như thế nào? A. Làm cơ thể béo phệ, ảnh hưởng đến sức khỏe. B. Cơ thể phát triển tốt. C. Cơ thể yếu ớt, tay chân khẳng khiu, bụng phình to. D. Cơ thể phát triển chậm, tóc mọc thưa. Các em quan sát sách giáo khoa trang 73. Lưu ý đề bài nói về việc thừa chất béo chứ không phải thiếu chất béo. Thì thừa chất béo sẽ làm cho cơ thể béo phệ, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vậy đáp án bài này là câu A. Câu 13. Chất xơ có vai trò A. Cung cấp dinh dưỡng. B. Tăng sức đề kháng. C. Ngăn ngừa bệnh táo bón. D. Giúp xương phát triển tốt. Kiến thức bài này nằm ở sách giáo khoa trang số 71, phần chất xơ. Thì chất xơ là phần thực phẩm mà cơ thể không tiêu hóa được. Chất xơ của thực phẩm giúp ngăn ngừa bệnh táo bón, làm cho những chất thải mềm để dễ dàng thải ra khỏi cơ thể. Vậy bài này các em chọn đáp án là câu C, ngăn ngừa bệnh táo bón. Câu số 14. Đạm động vật có trong các loại thực phẩm nào? Gồm có 4 đáp án. Thì các em có 2 loại đạm, đó là đạm động vật và đạm thực vật. Mình sẽ đi từng câu. Câu A. Đậu nành không phải là đạm động vật mà nó là đạm thực vật, cho nên các em loại trừ câu A. Câu B. Lạc là đạm thực vật chứ không phải là đạm động vật, nên các em loại trừ câu B. Câu C mình cũng loại trừ bởi vì đó là đạm thực vật. Vậy đáp án của mình là câu D. Câu 15. Thức ăn nào có thể dễ làm răng bị sâu? Câu A. Ăn nhiều chất đạm. Câu B. Ăn nhiều chất đường bột. Câu C. Ăn nhiều chất béo. Câu D.
ăn nhiều vitamin. Thì ở câu này, đáp án là câu B. Câu 16. Chất xơ có trong những loại thực phẩm nào? Đây là các loại thực phẩm giàu chất xơ. Các loại rau củ hoặc là các loại trái cây, vân vân. Như vậy các em sẽ chọn đáp án là câu C. Câu 17. Nước chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng cơ thể? A. 30%, B. 50%, C. 75%, D. 90%. Các em mở sách giáo khoa trang 75, phần có thể em chưa biết, thì 75% khối lượng cơ thể con người là nước. Nếu cơ thể bị mất nhiều nước, chẳng hạn như bị nôn mửa hay đi tiêu chảy, sốt cao, sẽ dẫn đến tình trạng mất nước cấp tính, cần nhanh chóng tiếp nước vào cơ thể. Tình trạng mất nước có thể dẫn đến tử vong, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Vậy đáp án câu này là C, 75%. Câu 18. Nguyên nhân ngộ độc thực phẩm do ăn mầm khoai tây là gì? A. Do thức ăn nhiễm vi sinh vật và độc tố của vi sinh vật. B. Do thức ăn bị biến chất. C. Do bản thân thức ăn có sẵn chất độc. D. Do thức ăn bị ô nhiễm chất hóa học, thuốc bảo vệ thực vật. Thì trong khoai tây nảy mầm sẽ có một lượng solanin ở chân mầm và lớp vỏ xanh bên ngoài. Khi ăn khoai tây mọc mầm sẽ bị đau bụng, tiêu chảy, thậm chí là sốt, sốc, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ thể, thậm chí gây tử vong. Như vậy bài này đáp án của mình là câu C, do bản thân thức ăn có sẵn chất độc. Câu 19. Nguyên nhân ngộ độc thực phẩm do ăn nấm độc là gì? A. Do thức ăn nhiễm vi sinh vật và độc tố của vi sinh vật. B. Do thức ăn bị biến chất. C. Do bản thân thức ăn có sẵn chất độc. D. Do thức ăn bị ô nhiễm chất hóa học, thuốc bảo vệ thực vật. Việt Nam nằm ở vùng nhiệt đới và có khí hậu nóng và ẩm, cho nên có nhiều loại nấm. Có loại nấm thì ăn được, có loại không ăn được và có loại là nấm độc. Nấm độc là nấm có độc tố, không ăn được. Có loại nấm chứa độc tố gây chết người. Chỉ cần ăn 5 gram nấm tươi có thể làm chết ngay một thanh niên trẻ khỏe mạnh mà không có thuốc nào cứu chữa được. Vậy đáp án là câu C, do bản thân nấm độc có sẵn chất độc. Câu 20. Nguyên nhân ngộ độc thực phẩm do thức ăn bị ruồi bâu vào là gì? Gồm có 4 đáp án. Đây là hình ảnh minh họa. Thì nó chỉ cần chạm vào thức ăn, trong giây lát thì các loại thực phẩm từ đôi chân hoặc từ những sợi lông nhỏ trên cơ thể đã kịp chui vào thực phẩm. Vì những con ruồi có thể truyền các bệnh truyền nhiễm như tả, kiết lỵ và thương hàn, nên tốt nhất bạn cần tránh ăn những loại thức ăn mà nó đã đậu lên. Vậy đáp án là câu A. Phần 2. Đánh giá bài kiểm tra. Đánh giá kết quả bài kiểm tra. Tổng số học sinh khối 6 là 616 học sinh. Tuy nhiên chỉ có 558 học sinh tham gia làm bài. Trong khi đó cô lại nhận được đến 677 câu trả lời. Vậy chứng tỏ là có một số em làm bài đến 2-3 lần. Số học sinh chưa làm bài là 58. Đa số các em được 85 điểm và còn sai ở câu như câu 3 và câu 9. Qua bài kiểm tra lần này, cô có một số lưu ý muốn nhắc nhở đến các em. Thứ nhất, trước khi làm bài kiểm tra, các em nên ôn tập thật kỹ để có thể đạt được kết quả cao. Thứ hai, khi làm bài kiểm tra, các em chỉ nên làm một lần vì giáo viên sẽ lấy cái kết quả lần thứ nhất của các em. Thứ ba, sau khi làm xong một môn, các em nên lấy giấy nháp để ghi chú lại, tránh trường hợp các em sẽ làm bị sót một vài môn. Phần 3. Dặn dò. Các em sẽ ôn lại lý thuyết hai bài 15 và 16 và chuẩn bị bài 17. Nội dung của tuần này đến đây là hết. Chúc các em học tốt và nhớ đón xem các video kế tiếp.